Dạ vâng, Thanh Minh Vũ xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Quý vị các bạn thân mến, mọi người đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở trong clip ngày 30 tháng 4 2020, em xin giới thiệu chi tiết về cái cặp loa Yamaha với model KMF 3000. Đây là dòng loa bass 30, thiết kế 3 đường tiếng, một bass 30 và một chung 18 và một check coil. Dòng này thì để mà nói cái dòng loa nằm, những cái dòng loa nằm thì em cũng làm rất là nhiều những cái hãng loa, như dòng loa BMB, dòng loa BK và dòng loa đam, rất là nhiều những dòng loa, nhưng mà chưa thấy cái dòng loa nào nó có cái chất âm hay như cái dòng loa này, và trong cái tầm giá rất là rẻ. Con này giá hãng bán hàng mới thì nó rơi tầm hơn 18 triệu. Hơn 18 triệu cặp các bác nhá. Đấy. Bên em hàng bãi về thì nói chung là cái giá nó rẻ, nó tốt hơn rất là nhiều. Ở đây em tháo hết mặt e-căng của nó ra rồi. Tháo hết mặt e-căng của nó ra. Và để quay chi tiết cho các bác xem về cái nội thất cũng như là ngoại thất thì nói chung là rất là đẹp. Thiết kế thùng 30 rất là to. Dòng này thì cái chất tiếng bass của nó đánh rất là sâu nhé. Đây, đây mặt ngoài của nó đây. Em có cả dòng bass 30, cả dòng bass 25. Hàng được sản xuất tại Indonesia. Đấy. Sản xuất năm 2013, tháng 5 năm 2013 nhé mọi người nhé. Đấy. Công suất khởi điểm của nó là 250W, công suất trung bình của nó là 500W, công suất max của nó là 1000W các bác nhé. KMS 3000, model KMS 3000. Ngay nhìn cả cái chân để bắt dây loa nó là đồng nguyên chất này. Thùng rất là đẹp. Đối với phòng diện tích 30m² thì các bác đánh không cần phải sút. 30-35m² đánh không cần phải sút. Đây. Rất là đẹp nhưng các bác nhá. Tất cả loa em bán ra là cam kết hàng zin, chưa qua sửa chữa. Gân con này gân xịn nên gân này các bác đánh thoải mái hàng chục năm nữa nhé, đánh hàng chục năm nữa cũng chưa hỏng được. Còn đây là tép của nó nhé, tép Yamaha. Tại sao nó lại in Manichia China? Đấy. Có nghĩa là hai cái thằng này nó liên danh với nhau. Đây là chung của nó đi, có để ý nó chung rồi. Rất là đẹp nha. Chung con này như dòng chung của đồng B3. Chung này Indonesia. Đây. Còn đây là bát của nó. Nó nhìn keo này, keo của côn này. Rồi là keo keo ở từ ấy. Đấy. Hàng xịn nhá, mọi người nhìn cái keo hồng nhá. Và các bác nhìn nhận con này thì chắc chắn các bác sẽ nghĩ là nó giống cái con BK model là 880. Đấy. Côn con này là côn 65,5 nhá. Côn 65,5. Cả những cái dây chấu loa của nó. Dâu loa rất là to luôn, to đúng giày bình luôn. Có cái tem là made in China, tem này chắc là nó nhập ở China, còn đây là toàn bộ là Indonesia. Rất là đẹp nha mọi người nhé. Cân tần rối dòng Yamaha này thì đặc biệt là nó chạy cái dòng cân tần rối. Bên trong bông mút tiêu âm có mấy loại bông mút như chăn chiên này, bông này. Rồi là cả cái bông mút ma trận. Thùng này rất là thơm nhé,
gỗ ép nhưng mà rất là thơm. Bát đánh rất là lực nha mọi người nhá. Dòng này bát đánh cực kỳ lực và sâu. Nó không như những cái dòng loa BMB khi các bác đánh ở công suất lớn là rất là dễ bị cháy tép. Rất dễ cháy tép. Nhưng mà dòng này thì các bác cứ chơi thoải mái, không bao giờ lo. Đấy. Không bao giờ lo về cái vấn đề cháy tép hay là cháy bát cả. Em về một lô hơn 20 đôi nhưng mà không có một cái tép nào bị cháy, không có một cái chung nào bị cháy. Hiện tại loa Yamaha KMS 3000 bên em đang bán mức giá là 8 triệu một đôi các bác nhé. 8 triệu một đôi là bao chất bao hay các bác, không hay hoàn lại tiền. Anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sau Đỏ, Trinh Hải Dương. Các bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng, thì mua loa thì các bác nên đến trực tiếp thì nó vẫn hơn. Chứ còn để mà khi test nghe qua trên điện thoại thì nó không bao giờ nó được thật. Những cái clip mà khi mà người ta test ở trên điện thoại mà các bác nghe chất âm nó ngọt, nó chi tiết ấy, thì tất cả là đều là người ta qua chỉnh sửa trên máy tính, qua sâu cạc hết cả rồi. Âm thanh nó là phải là thật đâu. Nên em khuyên các bác là khi mua loa, nếu có cơ hội đến trực tiếp thì anh em nên đến trực tiếp. Đấy, đến trực tiếp nghe nó là tốt nhất. Rồi, clip này thì em cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.